Xin chào các bạn, mình là Thụy. Và nhạc jazz đó là một dòng nhạc đến từ nước Mỹ. Và nó được nổi tiếng, nó được biết đến bởi sự phóng túng và sự tự do. Sự đầy ngẫu hứng trên những cái buổi diễn. Tuy nhiên, đối với một người chưa biết gì về nhạc jazz thì bắt đầu học nó đó là một cái sự hết sức là khó khăn. Bởi vì dòng nhạc đó chưa có thịnh hành ở Việt Nam và có rất là ít người chơi ở đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn và giải thích nhạc jazz là gì, cách để tiếp cận và bắt đầu học nhạc jazz như thế nào. Có vẻ như đây là một bất ngờ đối với các bạn, nhưng về bản chất, nhạc jazz chính là nhạc pop. Hoặc là như các bạn thường hay gọi bây giờ, đó là một cái nhạc, cũng là một cái nhánh của nhạc cover. Để mình giải thích, chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với những cái bài hát bất hủ như La Vie en Rose, Fly Me to the Moon hay là I Wish You Love. Những bản nhạc này trong những năm 30, 40, 50, đó là những bản nhạc pop rất là thịnh hành ở Mỹ và ở châu Âu. Những bài hát này thường được hát bởi những nghệ sĩ như Louis Armstrong, Nat King Cole, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald. Họ là những ca sĩ hết sức nổi tiếng lúc bấy giờ. Thì nếu các bạn so sánh với những phòng trà ca nhạc, những quán cà phê acoustic của bây giờ và những jazz club của ngày trước, các bạn có thể dễ dàng tìm được một điểm chung, đó chính là những bài hát được biểu diễn ở đó đa phần sẽ là những bài hát cover của những bài nhạc pop được phát trên radio, truyền hình nổi tiếng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có ca sĩ để mà hát những bài đó. Cho nên, những nghệ sĩ nhạc jazz họ đã sử dụng những nhạc cụ như piano, guitar, thậm chí bass, rồi kèn, organ để người ta chơi những cái bản nhạc đó. Và thế, đó là một dạng của nhạc cover. Và những bài hát lúc bấy giờ đó là những bài hát của Tin Pan Alley. Những bài hát đấy rất là ngắn, thường được dùng trong những vở nhạc kịch. Vì thế, sau khi các nghệ sĩ chơi giai điệu chính, họ sẽ lần lượt, họ sẽ thay phiên nhau ngẫu hứng và ứng tấu trên nền cấu trúc và nền hòa thanh của bài hát đó. Sau đó cuối cùng họ lại chơi cái giai điệu gốc và kết thúc bài hát. Nghe có vẻ lạ, nhưng cách học jazz đơn giản nhất và hữu hiệu nhất đó chính là học những bài hát của nó. Không tin ư? Để mình giải thích. Những bài hát phổ biến được nhiều người chơi jazz biết đến, nó thường gọi là jazz standard. Thì cũng giống như những nghệ sĩ phòng trà phải biết đánh Hương Ngọc Lan, hay những chàng guitarist ở các cà phê acoustic phải biết quạt Một Đêm Say, những nghệ sĩ nhạc jazz phải biết chơi những bài jazz standard với những ví dụ như Autumn Leaves, All the Things You Are, Fly Me to the Moon, There Will Never Be Another You, Cherokee, Route 66. Vì vậy, các bạn hãy bắt đầu bằng cách lên mạng, nghe những bản nhạc jazz bất hủ như là mình vừa mới đưa ví dụ. Sau đó lên Google tìm những lead sheet của những bài hát đó. Lead sheet là những sheet nhạc nhưng chỉ với phần nốt của giai điệu và phần hòa thanh và không gì hơn. Sau đó các bạn hãy tập chơi theo bài. Các bạn không cần phải quá phức tạp, các bạn hãy bắt đầu đơn giản. Các bạn hãy chơi đúng giai điệu, hát đúng lời, hát đúng nốt, chơi đúng cấu trúc, chơi đúng hợp âm.
sau khi các bạn đã chơi được một phiên bản đơn giản của những bài jazz standard, việc kế tiếp phải làm là điền vào chỗ trống thôi. Đầu tiên, các bạn hãy xem có nhiều phiên bản, nhiều bản phối của một bài hát được hát bởi nhiều người, được biểu diễn bởi nhiều người khác nhau. Và mỗi bản phối đó có những cái hay riêng. Các bản phối có thể là nhanh, chậm, rất nhanh. Nó có thể là ballad, nó có thể là Latin, bossa nova. Các bạn cần phải tham khảo thật nhiều. Các bạn hãy để ý, trong jazz, tiết tấu của nhạc jazz hết sức quan trọng. Nó là phần gần như là phần xương sống. Thiếu nó, nhạc jazz không thể trở thành nhạc jazz. Tiết tấu này mình gọi là swing. Nó đặc biệt ở chỗ khi các bạn chơi hai nốt móc đơn thì thay vì chơi thẳng như thế này. Thì nốt đầu tiên nó sẽ dài hơn nốt phía sau một tẹo. Và đặc biệt ở chỗ là tùy vào tốc độ mà bạn chơi bài hát thì cái sự dài ngắn này nó sẽ thay đổi. Các bạn hãy để ý cách mà người chơi piano, organ hay guitar người ta đệm hợp âm. Nó sẽ khác hoàn toàn với cách các bạn chơi nhạc pop hiện nay. Và không thể không chỉ mà để ý đến cái nhạc cụ như piano, guitar và organ, những cái nhạc cụ chơi hòa thanh. Các bạn phải để ý đến những nghệ sĩ khác, những nhạc cụ khác, chẳng hạn như bass hay trống. Nó là phần quan trọng, thiết yếu để mà tạo nên một cái bản phối hoàn chỉnh. Các bạn có thể để ý rằng thường trong các bài hát thì người chơi bass sẽ chơi những nốt đen và chơi rất đều nhau liên tục. Cái này nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng nghe giống như là cái câu bass nó đang đi bộ. Vì thế người ta đã có cái cụm từ là walking bass line hay là câu bass đi bộ nếu mà dịch ra sang tiếng Việt. Và một cái điều rất đặc biệt đó là các bạn không thể nào bỏ qua những đoạn intro, những đoạn outro đặc biệt của những bài. Chẳng hạn như All the Things You Are, Autumn Leaves. Đây là điểm quan trọng. Nó giúp phân biệt giữa một người chuyên nghiệp và một người nghiệp dư. Đây là cái phần quan trọng nhất, cái phần cuốn hút nhất. Và đó chính là lý do tất cả các nghệ sĩ là những người đam mê nhạc jazz bị cuốn bởi nó và dành cả đời để học hỏi. Về cơ bản, loại hình ngẫu hứng đơn giản nhất đó chính là chơi giai điệu và hãy tô điểm cho giai điệu trở nên đẹp hơn. Các bạn không cần phải chơi quá phức tạp. Các bạn hãy bắt đầu bằng cách chơi lại giai điệu sao cho chính xác. Sau đó các bạn hãy thêm những nốt hoa mỹ. Hãy nghe cách những ca sĩ người ta luyến lấy, hoặc là những người chơi kèn, người ta đi đến cái nốt đó như thế nào, đi đến nốt kế tiếp như thế nào. Những giai điệu ngẫu hứng nó có thể là từ những cái việc tô điểm một cách đơn giản như vậy đến những giai điệu hết sức trừu tượng và thậm chí không có liên quan gì đến giai điệu gốc cả. Nhưng mà nó lại là một cái hay của nhạc jazz. Bạn không thể nào có thể đoán được những giai điệu người ta sẽ chơi kế tiếp. Để mà có thể chơi được những câu ngẫu hứng như vậy, đặc biệt đối với những bạn chưa có nền tảng vững chắc về hòa thanh hay lý thuyết hay nhạc lý, thì điều đầu tiên các bạn có thể làm là phải nghe thật nhiều các bản thu nhạc jazz. Các bạn phải nghe cách những nghệ sĩ phát triển những câu ngẫu hứng, cách nghệ sĩ chơi những cái đoạn tô điểm của giai điệu. Lý do đó là các bạn phải luyện cho bộ não của các bạn quen với những cái giai điệu thường được dùng trong nhạc jazz. Âm hình, đó là cách gọi của người ta. Giống như là các bạn nghe nhạc Việt Nam, khi các bạn ngâm nga ngẫu hứng thì những giai điệu phát ra từ các bạn nó sẽ mang âm hưởng
và mang những màu sắc của nhạc, các loại âm nhạc mà các bạn thường nghe. Sau đó, các bạn hãy nghĩ trước một câu ứng tấu trong đầu, hãy tập nó và sau đó ứng dụng vào trong bài. Tuy nhiên, đừng để bị sa vào cái vũng lầy đó là các bạn sau khi nghĩ ra được một câu và các bạn chỉ sử dụng câu đó thôi và không cần nghĩ ra những câu nào khác nữa hết. Đó chính là một sai lầm rất lớn. Đó sẽ làm hãm lại sự phát triển về âm nhạc của bạn. Và đó là cách bạn bắt đầu học nhạc jazz. Sau đây mình sẽ chơi một bản Fly Me to the Moon áp dụng những cách mình vừa nói như trên. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và subscribe để đón chờ những video sắp tới trong series của mình. Tạm biệt.